Xin chào các bạn. Thưa các bạn, tại Khang Audio hôm nay chúng tôi mượn bộ âm thanh T190 để giới thiệu và bán đến các bạn một cái đĩa than chương trình Alan Taylor OX1. Đây là một trong những cái đĩa nhạc mà Alan Taylor chơi dòng nhạc đồng quê được rất nhiều người thích và sưu tầm. Các bạn đã từng nghe những cái đĩa nhạc này ở trên phiên bản CD, nhưng hôm nay chúng tôi mời bạn nghe thử dạng đĩa than. Và đĩa nhạc này chúng tôi bán với giá 1.200.000. Các bạn mua thì liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại chúng tôi để trên video này, hoặc comment xuống dưới bài viết, chúng tôi sẽ gửi hàng được cho các bạn. Đây là một trong những cái đĩa mới của hãng đĩa Sofist, rất là nổi tiếng, chất lượng âm thanh rất hay. Và sau đây thì xin mời các bạn nghe một cái bản nhạc Let the Music Flow. Crossing the border and I'm heading south. I'm gonna meet up with my old friend. We go back some ways, those were crazy days, but I remember when we were running fast, hoping that it would last. We never thought it would end. So I'm crossing the border and I'm heading south, I'm gonna meet up with my old friend. How does it go for you? Are you getting through? Are you still running with the muse? When you get her close, you've got to keep her close. She's too good to lose. She take you far with your black guitar. You don't have to sing the blues. I hope it goes good for you and you're getting through and you're still running with the muse. It's kind of understood, you did the best you could. There was no other way. When all is said and done, it's still a lot of fun living for the day. Otvíram vrata svoja na stežaj za prijatelja. Dolgo je že to, kar ga ni bilo tam od severa. Mi za stara je že pogrnjena, kol da bi lasta dan al dva. Zato odpiram vrata na stežaj za prijatelja. Take it through the night, try to get it right, let the music flow. The dawn is coming soon, goodbye faded moon, I think it's time to go. The road is calling me, the way it's meant to be, the only way that I know. So we'll take it through the night, try to get it right, let the music flow. It's kind of understood, you did the best you could, there was no other way. When all is said and done, it's still a lot of fun living for the day. Crossing the border and I'm heading south. I'm gonna meet up with my old friend. Meet up with my old friend.
Khang Audio xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi video của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo.